Chúng ta hãy bỏ trốn đi. Không lẽ bây giờ chúng ta ra bến xe miền Đông bắt xe đi Hồng Kông nữa hả? Không có điên không, ở đây đang là Hồng Kông đó. Lần này chúng ta sẽ đi một nơi khác. Chúng ta sẽ ra bến xe An Sương rồi bắt xe đi Bình Dương.